Chào các bác, hôm nay em quyết định bắt đà điểu giống gửi đi Hải Dương. Em sẽ bắt 10 con này. Gửi đi Hải Dương. Đây là trang trại nhà em. Bật chưa? Kệ nó.
cụ xuống. Về Hải Dương nhá. Vâng, cháu gửi nhiều hàng, gửi thường xuyên, nhà xe họ phục vụ tận nơi. Mỗi ngày gửi cho nó 200-300 nghìn thì nó chả vào tận nơi, đi cả chuyến chả được. Nó to này, có thùng chỉ đóng được 2 con thôi. Hai con thì cho nó đảm bảo cho người ta, về nó gãy mất chân thì phí.
Bây giờ chóng hết cả mặt. Đưa đây. Ấy, báo cáo không bác, 10 con đà điểu này rất là to. Và mỗi con, mỗi thùng này phải ghép bộ đôi ra. Ghép vào đây là chuyển đi rất là ok luôn. Đó. Ok luôn. Khách hàng này là khách hàng ở ngã tư Ghẽ Hải Dương nha các bạn nhé. 24 ngã tư Ghẽ Hải Dương. Đã chuyển khoản đầy đủ, đã thanh toán. Lô có nay gửi trứng cho em mà anh gửi hai cặp trứng chim cu cho em, có gửi anh đang gửi xe nhá. Hả? Ừ biết rồi. Ừ. Ok, cảm ơn các bạn. Quý vị các bạn đang theo dõi kênh Chim Cu Gáy và kênh Con Giống Đà Điểu. Giờ này xe cũng đã chuẩn bị vào rồi. Mình cũng sẽ gửi cho các bạn theo đúng như thỏa thuận hợp đồng, mặc dù các bạn đã chuyển khoản trước.